chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mình Là City nha. Hiện giờ Phúc đang có mặt ngay chỗ khu vực cổng 2 Trúc Sỏi nha quý vị ơi. Đó, bên này là đi vào thành phố Biên Hòa. Hôm nay Phúc sẽ đi vào bên trong chỗ này quay cho quý vị coi. Đây là cái đường này, là cái đường đi vào bên trong sân bay Biên Hòa nè quý vị. Đó. Thì ở ngay khúc chỗ này có một cái đường đi vào đây. Đấy, đây là cái đường đi vào sân bay Biên Hòa này, Quân đội Nhân dân Việt Nam này. Đấy, ngay chỗ này có một cái chợ nhỏ ở đây quý vị. Cái chợ này còn gọi là cái chợ bộ đội nha quý vị. Đây. Thì hôm nay sẽ dạo quanh khu vực chỗ này quay cho quý vị coi nhá. Coi xem là cái chợ này lâu rồi bây giờ có gì thay đổi hay không. Quý vị xe nhà xe quê hương xem video cho đỡ nhớ nhá. Tôi chắc rằng những ai mà đã từng sống ở khu vực chỗ này sẽ nhận ra được cái chợ này ha quý vị ha. Chợ bộ đội. Đây quý vị ơi, trái cây quá trời luôn nè. Đây, trái cây. Chợ là một chợ nhỏ thôi nhưng mà bán đầy đủ lắm quý vị. Bán rất là đầy đủ luôn nè. Không thiếu thốn một cái gì hết. Trái cây, đồ ăn, đồ uống ở đây rất là đầy đủ. Đó. Cái chợ này nó đi có khúc cánh xíu là hết rồi quý vị. Đây, tới đây là hết rồi. Thịt thà, cá mú, rau, củ quả đầy đủ hết quý vị nha. Đây rồi, em sẽ đi tiếp cái đường này luôn nha quý vị nha. Đó, hết chợ rồi. Chợ chút xíu vậy thôi quý vị. Đó, chợ xíu vậy thôi. Đây, em sẽ đi tiếp cái đường này luôn quý vị nha. Cái đường này ở cái khúc chỗ này nó là thuộc phường Tân Phong quý vị ơi. Nó lại thuộc phường Tân Phong. Đó, ở trong này lại thuộc phường Tân Phong chứ nó không phải là phường Trung Dũng như ở ngoài. Hả? Ở bên ngoài sát mặt đường Nguyễn Ái Quốc ấy thì nó lại là đường Trung Dũng quý vị, phường Trung Dũng. Còn ở đây nó lại là phường Tân Phong. Đó. Thì em sẽ đi hết cái đường này luôn cho quý vị coi nha. À, đi chậm chậm thôi cho quý vị coi nè. Wow, cái đường trong chỗ này bây giờ nó lạ quá quý vị ơi. Cũng lâu lắm mà em không đi vào trong đây. Đường này gọi là đường Trần Công An, phường Tân Phong quý vị nha. Đường Trần Công An. Wow, trong này người ta phát triển dữ quá. Cái này là nó giáp với lại cái chỗ mà khu cư xá Phúc Hải luôn đó quý vị. Nó giáp với khu cư xá Phúc Hải luôn á. Tại vì nó gần sân bay Biên Hòa mà. Khu phố 6. Chỗ này lại thuộc phường Trung Dũng. Xuống tới đây lại thuộc phường Trung Dũng. Khu ở trên kia thuộc phường Tân Phong mà xuống này lại thuộc phường Trung Dũng. Cái chỗ này ranh giới nó lung tung quá. Tại vì phường Tân Phong là nó đi từ ở khúc ngã tư Tân Hiệp đi lên có chút xíu là hết rồi. Mà xuống tới đây là đang thuộc phường Trung Dũng xong lại nhảy phường Tân Phong. Cung Hoàng Gia, cơ sở sắt thép đây. Đây quý vị, bên phía bên trong này là khu vực sân bay Biên Hòa quý vị. Đấy, người ta rào lại nè. À, em sẽ đi hết con đường này luôn quý vị nha. Rồi cái chỗ này á, lại một bên là phường Trung Dũng, một bên là phường Tân Phong rồi. Đây quý vị, con đường rất là rộng rãi. Cái đường này thì nó chạy thẳng ra cái đường mà sát với quảng trường tỉnh luôn đó quý vị. Đây thì em sẽ đi một vòng đây cho quý vị coi nha.
Đó. Cái khúc chỗ này thì nó không ít người ở lắm, tại vì nó sát với sân bay Biên Hòa mà. Cái này nó cực kỳ nó vắng luôn. Đó, xuống tới chỗ này là xuống tới cổng 1 quý vị. Ở trên là cổng 2, ở đây xuống đây là cổng 1. Đây này, chỗ này là doanh trại quân đội nhân dân này. Đấy, khu vực chỗ này là khu vực cổng 1 quý vị ha. Đó, khu vực cổng 1. Cổng 1 bắt đầu là đi ra cái chỗ này là gần cái quảng trường này quý vị. Gần cái quảng trường tỉnh này. À, bên tay trái quý vị là quảng trường tỉnh đó. Chỗ này chúng ta chạy ra ngay chỗ bồn nước Biên Hòa quý vị. Chỗ này thì dân cư phát triển rất là tốt, rất là sầm uất nha quý vị. À, sẽ đi dạo vòng đây cho quý vị coi nha. Quý vị xem video mà thấy chỗ nào em nói không đúng thì quý vị vui lòng để lại cho em những comment để góp ý cho em ấy nha. Đây, chỗ này là chỗ đài tưởng niệm này. Đó, đài tưởng niệm. Rồi, em sẽ rẽ tay phải để đi dọc theo cái khu dân cư ở đây cho quý vị coi nè. Khu dân cư của phường Trung Dũng. Cái khu ở trong này đa số là những cái dãy phòng trọ rất là nhiều. Rất là mát mẻ, đi vào khu dân cư rất là mát mẻ quý vị. Phở Nam Ngư Hà Nội. À, chỗ này thuộc khu phố 6 phường Trung Dũng quý vị nha. Đây, em sẽ dạo vòng đây cho quý vị coi. Đây, đi vào một cái chợ nhỏ nữa ngay đây nè. Đó. Đấy, chỗ này lại có một cái chợ nhỏ trong khu vực khu phố 6 nè quý vị ơi. Đó. Đây, em sẽ dạo hết cái đường này cho quý vị coi nha. Đi vào trong chợ cầm camera nguy hiểm quá quý vị ơi. Ai cũng dòm mình hết. Đấy, rồi. Rồi, hết con hẻm này rồi, chạy xuống đây luôn, chạy băng qua hẻm này luôn quý vị. Đó, nhà cửa đây đóng cửa hết rồi, không ai mở cửa hết. Oh, trong này dân cư giàu có chứ ta. Đi qua những cái con hẻm này nó có cái rặn ấy, người ta làm nó sâu quá quý vị, đi nó sóc quá. Đấy, trong chỗ này toàn là những cái dãy phòng trọ không à. Thẳng này ra thì nó ra cái đường ngay chỗ sân bay Biên Hòa đó quý vị. Đây nè. Đó, em đi một vòng cho quý vị coi. Đi qua những cái con hẻm đây. Đó, đi từng con hẻm vậy cho quý vị coi nha. Đây, những con hẻm lớn lớn thì em sẽ đi. Đây, hẻm này thì hẻm cụt rồi, hẻm nhỏ này hẻm cụt. À, cái đường này thì chúng ta lại quay lại chợ bộ đội quý vị. Đây, em sẽ rẽ qua cái đường này nha. Cái đường này nó vẫn là thuộc khu phố 6 phường Trung Dũng quý vị. À, dắt quý vị đi dạo dạo vòng vòng đây. Coi dân cư ở đây phát triển thế nào quý vị nha. Đó. Quán áo giá rẻ sale. Dân cư khu vực chỗ này rất là phát triển và đời sống ổn định. À, đối diện đây là công an thành phố quý vị. Đó. Thẳng này luôn là qua công an thành phố đó. Chúng ta ra đường Nguyễn Ái Quốc quý vị nha. À,
ra đường Nguyễn Ái Quốc. Đây em tiếp tục vào cái hẻm, tiếp tục ở đây hẻm số 4 tổ 10. Đó, chỗ này có một cái salon xe máy này, rất là lớn ở đây. Ồ, vào đây trong này hình như là có cụt rồi. Có cụt rồi quý vị. Đây. Sẽ băng qua cái hẻm này luôn nha quý vị nha. Đây, em sẽ đi tất cả những con hẻm đây cho quý vị coi nha. Đó, đây nó ra con hẻm ở đây. Đây, đây, đây là cũng hết đường luôn, là ngõ cụt luôn là quý vị. Đây, em sẽ ra ngoài luôn nha. Ở chỗ này có cái miếng đất trống, người ta quăng rác nhiều quá. Nguyên bãi đất trống luôn, quăng rác ung sùm đây. Đó, những cái hẻm này là hẻm đường cụt rồi quý vị. Đó, thì ra đây chúng ta lại ra đường Nguyễn Ái Quốc. Đó. Những cái hẻm này thì nó cứ đi vòng vòng như vậy thôi quý vị. Đường nó không có được dài cho lắm. Bởi vì dân ở đây, dân sống từ ngày xưa ở đây á, thì cái con hẻm nó rất là ngắn. Đó. Tiếp con hẻm đây nè quý vị. Hẻm là số 5. Đây, hẻm số 5 nè quý vị. Dân cư trong này rất là giàu. Lại ra tới cái chỗ sân bay Biên Hòa quý vị nha. Đang đây đang xây công trình sơn nhà, xây nhà nhiều quá. Hết rồi, cái con hẻm này hẻm cụt không à, hẻm cụt nhỏ nhỏ. Đây chúng ta đi ngược ra lại cái chợ bộ đội quý vị nha. Đi ngược ra lại cái chợ bộ đội này. À, cái chợ bộ đội này thì nó chỉ có một khúc ngắn ngắn vậy thôi, nhưng mà bán rất là đầy đủ ấy. Cái gì cũng có. Đó. Chợ nhỏ nhưng mà rất là đầy đủ. À, chợ nó có khúc ngắn chút xíu vậy thôi quý vị, nên người ta gọi là chợ nhỏ. À, còn ai ở khúc chỗ này quen quen thì người ta gọi là chợ bộ đội ha. À. Rồi ra tới khu vực cổng 2 rồi quý vị. Rồi thì từ nãy giờ em dắt quý vị và các bạn đi dạo quanh một vòng khu vực chợ bộ đội và khu dân cư ở bên trong đây. Thì cái video này em xin tạm dừng tại đây nha. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo nha.